Nếu bạn đang có dấu hiệu yếu sinh lý, kích thước dương vật ngắn hoặc là có tình trạng mãn dục sớm và xuất tinh sớm thì bạn nên dùng Extraman. Man có hiệu quả đột phá qua 4 giai đoạn: kích thích khoái cảm tăng khả năng ham muốn, tăng khả năng cương dương cho cuộc yêu bền bỉ, kiểm soát xuất tinh, làm chủ thời gian cuộc yêu, thăng hoa tột đỉnh với thời gian ân ái kéo dài. Man bao gồm các thành phần là dược chất có trong thiên nhiên rất an toàn cho cơ thể giúp tăng cường cách tốt tê rông bị thiếu hụt nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm ham muốn thành phần chính bao gồm keo ong xanh brazil ba kích bá bệnh trứng kiến đen bạch tật lê huyết nhung hưu ngoài ra ếch chaman còn có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý giúp làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới giúp cải thiện tần suất yêu phần lớn chị em phụ nữ hài lòng với đối tác của mình sau khi sử dụng sản phẩm đặc biệt là sản phẩm X-Chaman được chiết xuất từ 100% các thành phần tự nhiên, không tác dụng phụ, hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, cam kết tác dụng chỉ sau một liệu trình. Cách sử dụng X-Chaman hiệu quả, hòa tan một viên trong 200ml nước đun sôi để nguội, dùng ngay sau khi viên sủi đã được hòa tan. Ngày uống một viên, uống vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ 20 phút. Lưu ý là, hạn chế các chất kịch thích như rượu bia. Ăn uống đúng giờ, đủ chất, tích cực hoạt động thể dục thể thao. Sản phẩm x Man không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Một số phản hồi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm x Man: Anh Vinh, 35 tuổi, ở Hà Nội cho biết, x Man không phải là sản phẩm cải thiện sinh lý đầu tiên tôi thử dùng nhưng sẽ là lựa chọn cuối. Vì sau khi dùng, nó mang lại cảm giác làm chủ, điều khiển nhịp độ, thời gian quan hệ theo chính xác ý tôi muốn hơn nữa so với các loại sản phẩm nhập khẩu từ Anh, Pháp, có giá từ 1 triệu đến vài triệu thì X-Chaman có giá quá mềm, quá hợp lý cho túi tiền. Anh Dũng, 27 tuổi, ở Hà Nội cho biết, trước đây tôi rất e ngại và kém tự tin vì bản thân khó kiểm soát hưng phấn khiến cuộc vui bị ngắt đột ngột. Tôi đã tâm sự kín với bạn thân và được hắn mách nước dùng X-Chaman. hiệu quả sử dụng khiến tôi hoàn toàn hài lòng. Tôi cũng ngày càng tự tin thoải mái hơn khi gần gũi vợ làm chất lượng đời sống vợ chồng tăng lên rõ rệt. Bạn có thể đặt mua sản phẩm X-Chaman tại địa chỉ website bên dưới video này. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.